vì bỏ rơi những chiếc lọ thủy tinh này, bạn có thể tái chế nó thành những sản phẩm có ích trong ngôi nhà của bạn. Bình cắm hoa, lọ đựng đồ trong phòng tắm, lọ đựng nguyên liệu làm bánh cookie, chậu cây mini, lọ đựng nến hay những chiếc đèn treo. Đây là những chiếc lọ thủy tinh chứa đựng cả một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc. Thưa quý vị, hiện tại thì Thanh Phương đang có mặt tại một quán cà phê mà ở nơi đây có rất nhiều những cái ứng dụng trang trí từ chai lọ thủy tinh như là làm thành bóng đèn nè, hoặc là những cái lọ hoa như thế này. À, rất là đẹp phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay thì Thanh Phương xin mời quý vị và các bạn cùng đến với sự biến hóa ảo thuật tài tình từ các chai lọ thủy tinh qua một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc. Đây là những chiếc lọ thủy tinh chứa đựng cả một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc. Tuy nhỏ nhắn, nhưng nghệ sĩ người Nhật có tên là Akinobu đã tạo được vô số các tác phẩm ấn tượng đầy mê hoặc, trong đó như chú chim cánh cụt trên một tảng băng trôi, hóa thạch của một con khủng long, hay thậm chí là cả một con tàu tí hon trong chai. Và cũng chính ông là người thổi hồn và đưa nghệ thuật thu nhỏ này đến với đông đảo người yêu mến trên khắp thế giới. Và tại Việt Nam, những người yêu mến loại hình nghệ thuật này ngày càng tăng lên, nhưng để làm một sản phẩm như thế này không phải là điều đơn giản. Quý vị khán giả thân mến, có lẽ là quý vị cũng sẽ rất giống Thanh Phương, thắc mắc là không biết làm sao một cái chiếc thuyền nó tinh xảo như thế này lại có thể đưa được vào bên trong chiếc chai mà cái cổ chai thì chỉ có bé tí thôi mà không hề có một cái vết tích nào cả. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của sản phẩm này để tìm hiểu nhé. Đó chính là nghệ nhân làm mô hình trong chai, anh Hoài Bảo. À, chào anh Hoài Bảo. À, anh Hoài Bảo ơi, cho Thanh Phương hỏi một chút xíu nha, anh có phải là ảo thuật gia không? Mà làm sao có thể hồ biến một cái chiếc thuyền đẹp như vậy vào bên trong một cái chiếc chai thủy tinh như thế này ạ? Mình là một ảo thuật gia rồi, cái việc mà đưa một chiếc thuyền vào trong chai như thế này nó cũng huyền bí, giống như là việc tập luyện để được có được một tiết mục ảo thuật vậy. Có nghĩa là bạn phải mất rất là nhiều thời gian để tập từng động tác rất là nhỏ, rồi sau đó bạn ráp nó lại trở thành một trò diễn. Thì đối với việc làm thuyền trong chai, bạn sẽ phải tốn thời gian cưa cắt nó thành những chi tiết rất là nhỏ, rồi sau đó đưa từng chi tiết vào trong chai rồi ráp nó lại phía bên trong chai. Phương chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh Bảo cũng là một ảo thuật gia. Nhưng mà anh sẽ không hồ biến cái thuyền vào trong chiếc chai mà anh lại làm từng cái chi tiết nhỏ, anh lắp ráp nó ở trong cái chiếc chai này. Dạ đúng rồi. Rất là tinh xảo và rất là hay. Cơ duyên nào thì đưa anh đến với công việc này ạ? Lúc mà mình học lớp 9 đi chung với gia đình đi tham quan ở Đà Lạt thì mình có thấy những cái mô hình thuyền trong chai, rồi đại học vệt sinh ở trong chai được bày bán ở chợ Đà Lạt, ở ngay chỗ chợ Lồng Đà Lạt, thì mình cũng thắc mắc không biết làm sao mà có thể đưa được những cái mô hình như vậy vào trong chai. Rồi thông qua cái chú bán hàng ở đó, chú nói là làm từng chi tiết rồi gấp đưa vào trong chai rồi dán lại phía bên trong. Lúc mình học lớp 11, lúc đó muốn tặng quà cho một cô bạn gái ở trong lớp, thế mà mới nghĩ là mình phải tặng một món quà gì đó đặc biệt để cô ta có thể nhớ tới mình về sau này. Rồi rị mò, ngồi mày mò làm một cái thuyền trong chai nhỏ nhỏ để mà tặng cho cô ta. Và Phương có một cái thắc mắc như thế này, đó là khi anh tặng cái món quà đầu tiên là một cái sản phẩm mà do chính tự tay làm ra, một cái chiếc thuyền trong chai, thì chắc là cô gái ấy rất là bất ngờ đúng không? Cô ấy có thắc mắc là làm sao mà anh có thể đưa được cái chiếc thuyền vào trong chai không ạ? Thì lúc đó cô ấy cũng thắc mắc, cũng bị bất ngờ, cũng thắc mắc bởi vì thấy làm sao mà có thể được bỏ được cái thuyền vào trong chai như vậy. Cô ấy mới hỏi là làm sao mà anh làm được như vậy. Thì mình mới trả lời là mình làm từng chi tiết rồi dán lại nó ở phía bên trong. Thế là cô ấy không có tin. Cô ấy không tin hả? Nhưng mà Thanh Phương tin chắc là cô ấy sẽ ấn tượng anh rất là nhiều và có lẽ là nhớ anh cũng rất là nhiều luôn đấy ạ. Có những cái chi tiết nó rất là nhỏ như vậy thì làm sao mà anh có thể nhìn kỹ, anh có coi qua, soi qua kính lúp để anh tạo hình hay không? Hay là anh tập trung cao độ để mà có thể tạo tác ra được? Thật sự thì những cái chi tiết nhỏ này được cắt ở phía bên ngoài, rồi sau đó mới gấp bằng cái nhíp đưa vào bên trong và dán nó ở phía bên trong. Nên cái việc cắt ở bên ngoài thì nó cũng không quá khó. Nên mình sử dụng mắt thường thôi chứ không có sử dụng kính lúp. Mỗi mô hình tùy theo kích thước của chai mà nghệ nhân tính toán từng chi tiết, khoảng cách giữa chúng để khi lắp ghép các chi tiết vào chai có độ ăn khớp với nhau. Một mô hình con tàu được coi là đẹp khi tỷ lệ giữa cột bươm, dây neo, cánh bươm và thân tàu có khoảng cách dàn đều, cân xứng. Quý vị khán giả, nếu như chúng ta để ý kỹ thì sẽ thấy rằng từng đường nét khá là chi tiết. Ví dụ như cánh bươm này đây, nhìn kỹ chúng ta thấy dường như đó được tạo nên từ những cái tâm tre được chú rất là mỏng đúng không ạ? Dạ đúng rồi.
trông khá là đẹp. Và để làm thành một cái tác phẩm như vậy thì anh sẽ mất khoảng thời gian là bao lâu? Đối với những sản phẩm như thế này thì mình làm hơi lâu, nó khoảng cỡ 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ. Còn cái thuyền bự như thế này? Cái đó thì làm lâu lắm. Hồi trước cái mẫu này là mẫu thuyền của chiếc Salin. Mình làm cái này làm đi làm lại cho tới khoảng gần 3 tuần mới xong. Tâm Vương để ý là có rất nhiều kiểu dáng chiếc thuyền ha. Nó là thuyền Viking của người Viking ở thế kỷ thứ 14 tới thế kỷ thứ 16. Hoặc là chiếc này, chiếc thuyền Hạ Long của Việt Nam mình. Ở trong các hình ảnh về Vịnh Hạ Long thì có chiếc thuyền này. Và ngoài ra thì có những chiếc như là Santa Maria của Colombo tìm ra châu Mỹ vào năm 1492. Rồi chiếc Galeon siêu thuyền chiến của Tây Ban Nha. Hoặc là một số thuyền khác nữa của các nước nữa. Nhưng mà đa phần là nằm ở thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 16. À, vậy là anh cũng đã nghiên cứu rất nhiều những cái loại thuyền khác nhau để tạo hình cho từng cái tác phẩm của mình à? Bây giờ thì cái việc nghiên cứu đó nó không có khó đâu. Tại vì nếu mà bạn lên Google bạn tìm hiểu về thuyền thì nó sẽ ra rất là nhiều hình ảnh về thuyền của tất cả các nước. Từ những thế kỷ thứ 14, 16 cho đến những cái thuyền hiện đại như bây giờ. Thậm chí là thuyền chiến bây giờ cũng có thể bạn cũng có thể tìm được hình ảnh của nó. Và từng công đoạn nè, cắt nè, rồi lắp ráp nè, rồi dán lại thì cái công đoạn nào là khó nhất? Thật sự ra thì cái công đoạn mà lúc mà lắp ráp vào trong đó, nó là khó nhất. Chỉ cần sai lệch một tí xíu thôi thì có thể bạn sẽ bỏ nguyên một tác phẩm đó. Như vậy là sai là không sửa lại được mà mình đành phải bỏ nguyên cả một tác phẩm. Mình tháo ra rồi mình làm lại. Một chiếc kẹp gấp, hai hũ keo, một chiếc cưa tay nhỏ. Những vật dụng tầm thường ấy dưới bàn tay tài hoa cùng sự tỉ mỉ tinh tế đã tạo nên những mô hình đẹp thu hút bao người. Thưa quý vị khán giả thân mến, để có được một tác phẩm như thế này thì đòi hỏi là nghệ nhân phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà Thanh Phương tin chắc rằng đây sẽ là một món quà vô cùng có giá trị và đặc biệt có ý nghĩa đối với những ai yêu thích sự khéo léo, cẩn thận và đặc biệt hơn nữa đó chính là sự kiên nhẫn của người làm ra nó.